Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sau 8 ngày làm việc khẩn trương tích cực, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14 đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra và bế mạc kỳ họp. Trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp thứ nhất, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình bày trước Quốc hội báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2016. Các giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước 6 tháng cuối năm 2016. Các đại biểu Quốc hội khóa 14 thảo luận đóng góp nhiều ý kiến quan trọng vào nội dung này. Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014, nghị quyết về điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2016 và chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2017 của Quốc hội. Phát biểu bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh, mỗi vị đại biểu Quốc hội, mỗi cơ quan của Quốc hội cần phát huy mạnh mẽ truyền thống 70 năm vẻ vang của Quốc hội, chủ động trong việc tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri, bám sát thực tiễn, nghiên cứu, phát hiện vấn đề để kiến nghị, đề xuất, đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội để Quốc hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trách nhiệm mà đồng bào và cử tri cả nước giao phó. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cũng yêu cầu các cơ quan trong bộ máy nhà nước khẩn trương củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ, nỗ lực đổi mới lề lối, phong cách làm việc phù hợp với yêu cầu mới, bảo đảm hoạt động có chất lượng, hiệu lực, hiệu quả, để nhà nước ta thật sự là nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Kỳ họp này thì có một số nội dung là rất quan trọng, đó là giới thiệu nhân sự để bầu các chức danh theo luật định, đồng thời thông qua nghị quyết, một số cái nghị quyết quan trọng khác. Quốc hội thì cũng đã thống nhất cao về giới thiệu nhân sự để bầu một số chức danh chủ chốt như Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ và các thành viên khác theo luật định. Kết quả bầu các chức vụ đều đạt cái kết quả là số phiếu tán thành là rất cao. Qua đó đã thể hiện là đại biểu là rất tập trung và cũng tin tưởng vào các đồng chí lãnh đạo nhà nước là trong cái nhiệm kỳ này sẽ hoạt động tích cực và đưa đất nước chúng ta thì là ngày càng phát triển. Thế trong cái buổi tuyên thệ của các đồng chí chủ chốt của nhà nước thì cũng đã thể hiện ý chí quyết tâm để đưa đất nước là phát triển, ổn định và hội nhập. Như vậy, kỳ họp thứ nhất, kỳ họp mở đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14 đã thành công tốt đẹp. Với tinh thần trách nhiệm cao, các vị đại biểu Quốc hội khóa 14, trong đó có 6 vị đại biểu Quốc hội khóa 14 tỉnh Vĩnh Phúc vừa được cử tri tín nhiệm bầu ra, phát huy tinh thần trách nhiệm cao trước cử tri và nhân dân, tích cực, chủ động trong xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần vào thành công của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 14.